Rồi để hôm nay mình xuống ổ gà nha các bạn. Ổ gà nó nở đó rồi. Trước này nó đè bẹt rồi các bạn, mình mới tháo là mình bỏ cái tỏi vô máy ấp rồi. Đây còn hai hộp nữa, hai hộp đó mình đem tỏi vô máy mình ấp các bạn. Còn cái ổ kia thì mình cho xuống luôn. Ờ, chứ ổ kia nó nở mình không đem xuống nữa là nó sẽ bị ấy các bạn. Rồi, mới bỏ qua nè các bạn. 14 em. Rồi, ok.